Hồ đại ca, lợi hại thật nha. Có phải chiêu lúc nãy là chiêu khắc ở trên bia đá không vậy? Theo ghi chép trên bia đá, các chiêu thức võ công này là lấy chậm chế nhanh. Lúc nãy càng đánh càng nhanh, chắc là có vấn đề. Có vấn đề à? Có khi nào giống như bắt rắn không? Huynh nhìn thấy rắn, huynh lập tức sẽ xông vào, còn rắn chắc chắn bỏ chạy. Nhưng nếu mà khi huynh nhìn thấy rắn không nôn nóng, cứ bắt chước giống nó, sau đó tóm lấy nó, tóm lấy nó là được rồi. Huynh thông minh như vậy, với tài trí của huynh, nếu như chịu khổ luyện võ công, huynh nhất định trở thành một người thân thủ bất phàm. Huynh quá khen rồi. Nếu có thể học được một phần như huynh thì tôi đã mừng lắm rồi. Tới lúc đó có thể bắt mèo rừng nè, heo rừng nè. Vậy huynh khoan rồi... vậy đó, để tôi dạy võ công cho huynh. Thật sao?